Và đối với cá nhân mình thì mình chỉ có hai lựa chọn thôi. Mình nghĩ là mình với cả bất kỳ một cá nhân nào hay bất kỳ một doanh nghiệp nào, mình chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là không theo kịp sóng của công nghệ thì sẽ bị đánh chìm, thì con tàu doanh nghiệp cá nhân mình bị lỗi thời, bị lạc hậu và bị đưa vào quên lãng. Hoặc là chúng ta sẽ học nhanh, làm nhanh, đúng không, thích nghi nhanh để chúng ta biến cái con sóng đấy làm cái đòn bẩy để đưa cái cuộc đời chúng ta, đưa con thuyền doanh nghiệp chúng ta đi lên, và chúng ta sẽ nhờ cái con sóng đó mà chúng ta thay đổi toàn bộ cuộc đời. Nó giống như cái hành trình 15 năm qua mình nhìn lại, ai bắt được sóng của Facebook, ai bắt được sóng của YouTube, ai bắt được sóng của Google, ai bắt được sóng của thương mại điện tử, ai bắt được sóng của affiliate marketing, ai bắt được sóng của TikTok, và bây giờ là ai bắt được sóng của trí tuệ nhân tạo khi nó đang len lỏi vào tất cả mọi hoạt động của chúng ta trong đời sống lẫn kinh doanh. Đấy, thì đấy là lựa chọn của các anh chị thôi. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Đúng hay sai thì anh chị tự quyết định. Bởi vì anh chị lựa chọn như thế nào thì anh chị sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Còn đối với cá nhân mình thì đến bây giờ thì mình đang bị áp lực về hai thứ. Áp lực thứ nhất là câu chuyện làm vận hành doanh nghiệp. Khi một quy mô lớn như vậy, khi mà công nghệ thay đổi quá nhanh, thì làm sao mình có thể quản trị sự thay đổi để bắt kịp được với cái xu thế mới? Tức làm sao mình quản trị được cái đấy để bắt kịp được, đấy là điều rất khó. Và một điều tiếp theo đó là gì? Đó là mình đang loay hoay trong cái việc là tìm hướng đi mới, ngách mới trong cái bối cảnh của trí tuệ nhân tạo. Thì mình đang đấy, tất nhiên là mình đã và đang ứng dụng rồi. Năm 2, cuối năm 2023, lần đầu tiên trong doanh nghiệp mình set up ra một cái bộ phận có tên là Data Science, là khoa học dữ liệu, đào tạo cho toàn bộ cán bộ quản lý về khoa học dữ liệu đấy, và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Thì đến năm 2024, năm nay mình thực sự mình rất là quyết liệt. Và đây là lý do tại sao mình tham dự cái chương trình Super AI. Đấy, để xem các doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới như là Microsoft, như là Google, như là Facebook, như là TikTok, những tập đoàn lớn nhất thế giới họ ứng dụng như nào, họ đang đi theo cái xu thế như nào. Và chắc chắn trong chương trình Marketing Summit năm 2024, đây là một chương trình mình nghĩ là lần đầu tiên ở Việt Nam quy tụ khoảng 10 chuyên gia. Và trong đó có một cái chủ đề rất là hot, rất là nóng. Đó là chủ đề liên quan về gì ạ? Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động marketing của doanh nghiệp. Từng cái xu thế mới nhất của trí tuệ nhân tạo trong hoạt động marketing. Và điều thứ hai rất là quan trọng. Đó là làm sao để đào tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực nó đi theo cái xu thế của trí tuệ nhân tạo để nó bắt kịp được với cái bối cảnh mới. Thì mình sẽ chia sẻ anh chị cái phần quan trọng là gì? Liên quan đến câu chuyện về nhân lực, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực để bắt kịp cái xu thế của trí tuệ nhân tạo, để chúng ta tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Thì đấy là cái điều mình muốn chia sẻ anh chị. Và hôm đấy chắc chắn có rất nhiều case study, các ví dụ để anh chị có thể thấy được là trí tuệ nhân tạo nó tác động lớn như nào đến hoạt động marketing nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung của toàn bộ doanh nghiệp. Và hẹn gặp lại các chị tại chương trình ở Marketing Summit 2024, chương trình duy nhất trong năm và cũng là chương trình marketing lớn nhất, diễn ra vào tháng 7 năm 2024 tại đầu cầu Hà Nội và tháng 9 2024 tại đầu cầu gì ạ? Ở Sài Gòn.